Từ đêm qua, người dân các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Sơn La đã phải ứng phó với tình trạng ngập úng do mưa to đến rất to. Hàng chục người đã chết và mất tích. Tại tỉnh Cao Bằng, đêm qua và sáng nay đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Nghiêm trọng nhất là huyện Nguyên Bình, sạt lở đất đã khiến một người chết, 3 người bị thương, 20 người mất tích. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều bị ách tắc, nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Tính trên toàn tỉnh Cao Bằng, gần 400 nhà bị thiệt hại, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Từ đêm qua đến sáng nay, mực nước sông Cầu khu vực tỉnh Thái Nguyên lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống ở hai bên bờ sông. Đặc biệt tại thành phố Thái Nguyên, có 17 xã phường bị ngập sâu, 20 xóm tổ dân phố bị cô lập. Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tại chỗ đã hỗ trợ người dân sơ tán và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, tiến hành gia cố các tuyến đê để ngăn nước sông Cầu chảy ngược vào phía trong đê. Yên Bái có mưa to đến rất to từ đêm qua, lũ trên sông Thao dâng cao, mực nước sáng nay đã vượt mức báo động 3. Lũ tràn về gây ngập lụt khắp thành phố Yên Bái, khiến nhiều người dân phải di chuyển sơ tán ngay trong đêm. Hiện nay trên địa bàn phường Hồng Hà, nhiều tuyến đường ngập sâu 1 đến 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Mưa lũ đã làm 7 người thương vong, toàn tỉnh có gần 570 nhà bị sập đổ, tốc mái, trên 950 hecta cây trồng bị thiệt hại. Còn tại Sơn La, các địa bàn biên giới thuộc huyện Mộc Châu, Yên Châu và Sốp Cộp bị sạt lở đất ở nhiều tuyến quốc lộ và nhà dân, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của bà con khu vực biên giới. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nơi xảy ra sạt lở để phát quang, dọn dẹp bùn đất trôi sạt trên tuyến đường giao thông liên bản, chống trơn trượt đảm bảo an toàn cho người dân, giúp đỡ các gia đình chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tính đến 9 giờ sáng nay, mưa lũ sạt lở đất trên thị xã Sapa, huyện Văn Bàn, Bắc Hà và Bát Sát, Lào Cai đã làm 14 người thiệt mạng. Chỉ tính riêng tại thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã có 7 người thiệt mạng. Trong vụ sạt lở đất xảy ra vào 3 giờ sáng nay, mưa lũ sạt lở đất cũng làm thiệt hại hơn 440 nhà dân tại thị xã Sapa và các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Yên. Tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Simacai, sạt lở 200 mét khối đất đá, cùng sạt dài khoảng 100 mét, nguy cơ tiếp tục sạt lở khoảng 1.000 mét khối, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của 20 hộ dân phía dưới với 77 nhân khẩu. Mưa lũ, nước sông suối dâng cao cũng làm thiệt hại gần 700 hecta lúa ngô, hoa màu và cây trồng khác, 13 hecta ao hồ nuôi thủy sản, nhiều gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Về hạ tầng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện bị sạt ta luy, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều cầu tràn bị ngập, một cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, 4 công trình thủy lợi tại Văn Bàn bị đất đá vùi lấp cùng nhiều thiệt hại khác. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 40 tỷ đồng. Và hiện chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai để có thêm những thông tin chi tiết. Vâng, thưa ông, hiện nay tình hình ở Lào Cai như thế nào cũng như là công tác ứng phó ra sao ạ? Do cái ảnh hưởng của cái hoàn lưu cơn bão số 3 thì Lào Cai trong 3 ngày vừa qua thì có cái mưa lớn diện rộng trên địa bàn của toàn tỉnh. Và đây là một trong những cái đợt thiên tai có thể nói rằng là lớn nhất trong lịch sử gần 40 năm qua trên địa bàn của tỉnh. Và nó đã gây cái thiệt hại rất lớn đến người và tài sản ở trên địa bàn của tỉnh. Tính đến thời điểm trưa nay thì tổng số người chết đã là 14 người và mất tích là 5 người và bị thương là 12 người. Và đặc biệt lũ trên sông Hồng thì đã vượt qua báo động 3 trên 1 mét và ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cái hệ thống các cái đô thị dọc sông Hồng. Và nước thì cũng đã chảy qua hệ thống kè vào địa bàn thành phố Lào Cai cũng như là thị xã, thị trấn Phú Lu cũng như là huyện Bảo Hà, và ảnh hưởng đến hơn 3.000 cái hộ. Và các cái tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ đến thời điểm này thì cơ bản đều bị sạt lở. Và vẫn còn một số tuyến thì đang tiếp tục chia cắt và vẫn chưa được kịp khắc phục. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin cập nhật từ ông Trịnh Xuân Trường. Tại Bắc Giang, chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời hàng trăm hộ dân bị ngập lụt cô lập tại huyện Sơn Động và Lục Ngạn. Đặc biệt, suốt đêm qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, quân đội cùng với người dân địa phương đắp đê bối chống nước tràn do nước sông dâng cao, tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ lúa, hoa màu và tài sản của người dân. Hiện nay đang là 22 giờ đêm và tôi đang có mặt tại khu vực đê bối của xã Vũ Xá, huyện Lục Nam.
Ở thời điểm này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc quân đoàn 12 hỗ trợ nhân dân khắc phục những cái hậu quả để có thể bảo đảm mùa màng của hơn 300 hecta hoa màu ở đằng sau này. Đặt tài sản tính mạng của nhân dân lên trên hết, nên do đó mà tất cả cán bộ chiến sĩ là không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh và quyết tâm là giúp nhân dân khắc phục một cách giảm thiểu một cách thấp nhất cái hậu quả có thể mang lại. Ngay sau khi nhận được tin báo về việc đê bối ở khu vực xã Vũ Xá, huyện Lục Nam bị tràn, có nguy cơ ảnh hưởng đến 450 hecta lúa và hoa màu của người dân, Lữ đoàn pháo binh 164, quân đoàn 12 đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với nhân dân địa phương thực hiện nhiệm vụ đắp đê bối, huy động nguồn lực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Thì huyện Lục Nam, xã Vũ Xá cùng với các lực lượng thì chúng tôi sẽ quyết tâm giữ vững cái bờ vùng đê Vũ Xá để đảm bảo cái an toàn cho khoảng 200 hecta lúa và hoa màu của xã Vũ Xá đang chuẩn bị đến cái thời điểm thu hoạch. Nếu mà không có quân đội mà hỗ trợ chúng tôi thì chắc chúng tôi sẽ bờ vùng này sẽ bị vỡ hết. Lực lượng quân đội và lực lượng công an nhân dân là đã có cái tinh thần vừa là cái tình cảm, cái trách nhiệm, vừa là cái giúp đỡ bà con trong cái thời điểm khó khăn như thế này. Dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tối, khó khăn, vất vả, song cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 164 vẫn kiên cường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, nhiều đập thủy điện trên địa bàn tỉnh đang phải xả lũ để đảm bảo an toàn vận hành. Nhiều khu vực ở Hạ Du đang bị ngập sâu. Toàn tỉnh có hơn 2.000 hộ bị tốc mái, gần 200 nhà bị thiệt hại do sạt lở, hơn 1.000 nhà bị ngập nước. Trên 5.000 hộ dân tại các vị trí bị ngập lụt, lũ, sạt lở, mất an toàn đã được di rời đến nơi an toàn. Trong đó, tại thị trấn Thất Khê và các xã xung quanh của huyện Tràng Định bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn. Tại huyện Hữu Lũng, một số khu dân cư ở xã Yên Bình, Minh Sơn bị chia cắt. Một số khu dân cư của các xã Hồ Sơn, Sơn Hà, Minh Hòa, Cai Kinh bị ngập do nước sông Trung, nước sông Bắc Giang dâng cao. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả của thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 420mm, gây ngập lụt và thiệt hại nhiều công trình công cộng, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Cho đến thời điểm này, cả 12 xã và thị trấn của huyện Trạm Tấu đều bị ảnh hưởng sạt lở trên các tuyến đường. Đặc biệt, 4 xã có ngầm tràn, hiện xe ô tô vẫn không vào được trung tâm xã. Ngay sau cơn bão số 3, từ ngày 7 tháng 9 thì hàng ngàn mét khối đất đá đã đổ về từ thượng nguồn đến địa điểm này. Tại đây thì nước lũ đã chia cắt chiếc cầu nối từ Mảnh Tào sang thôn Tả Gành. Và đặc biệt là nước từ hồ thủy điện Nậm Tăng Ba cũng đã dâng lên đến đây. Hiện nay thì thôn Tả Gành là một trong hai thôn đang bị chia cắt, cô lập. Khoảng 3 km từ trung tâm xã Bản Mù đến khu vực thôn Mảnh Tào là tuyến đường bị sạt lở nặng nề nhất. Hàng trăm mét khối đất, đá to, cành cây sạt xuống từ vách núi ta luy dương. Có nhiều đoạn đường bị sạt ta luy âm, đường bê tông bị nứt gây ách tắc. Tại khu vực Mảnh Tào hiện nước đã rút nhưng lượng đất đá và sỏi quậy rất nhiều, khoảng 7 hộ dân bị ảnh hưởng. Khi lũ về thì tôi không có ở nhà, chỉ có ba đứa con và vợ. Nhưng rất may thì cả bốn mẹ con đều kịp chạy ra khỏi nhà. Nhưng mà nhà của tôi thì đã bị ngập hết và tài sản thì vẫn đang ở trong nhà, không kịp chạy. Ngay từ hôm qua thì đã huy động tất cả các máy móc ở cái tuyến đường từ đây đến xã Bản Mù và từ đây đến Giàng La Pán mà đã san dẹp ủ đường để đường ô tô bây giờ đã đến tại điểm này rồi. Còn đối với nhà cửa thì sáng hôm nay thì đã huy động tất cả bà con nhân dân và cán bộ công chức của huyện, trong đó có công an quân đội cũng đã trực tiếp xuống đây để dọn dẹp giúp bà con nhân dân để rửa vận chuyển những cái đất cát hay là những cái gì mà đã vào trong nhà. Hiện huyện Trạm Tấu đang huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hiện lưu lượng nước đến các hồ thủy điện đã tăng do ảnh hưởng của mưa bão. Một số thủy điện đã tăng cửa xả lũ. Một số hồ chứa thủy điện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố. Cụ thể, hồ thủy điện Tuyên Quang mở 6 cửa, hồ thủy điện Lai Châu mở 1 cửa,
Hồ Thủy Điện Bản Chát mở 4 cửa, Hồ Thủy Điện Hội Quảng mở 4 cửa, Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở 2 cửa, Hồ Thủy Điện Thác Bà mở 2 cửa, Hồ Thủy Điện Trung Sơn mở 6 cửa và Hồ Thủy Điện Bản Vẽ mở 6 cửa. Từ đêm qua đến sáng nay, vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rất to, lũ trên nhiều sông ở miền Bắc đang lên rất nhanh ở mức lũ khẩn cấp, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng. Cập nhật lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông chảy qua trạm thủy văn Bảo Yên, Lào Cai đã vượt báo động 3 là 10,2 m, lũ trên sông Thao qua trạm thủy văn Lào Cai lên vượt báo động 3 41 cm, qua trạm thủy văn Yên Bái vượt báo động 3 1,69 m. Ngoài ra, lũ trên sông Cầu qua trạm thủy văn Gia Bảy, Thái Nguyên cũng vượt mức báo động 3 khoảng 1,15 m. Dự báo đến trưa nay, lũ trên sông chảy qua Lào Cai sẽ đạt đỉnh trên báo động 3 khoảng 12 m. Lũ trên các sông Lục Nam, sông Thao tiếp tục lên và duy trì ở mức lũ khẩn cấp trên báo động 3 trong ngày hôm nay. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Bảo Hà khả năng là trên báo động 3 khoảng 4 m. Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Lào Cai trên báo động 3 là 1,3 m. Ngập lụt sâu sẽ tiếp diễn và mở rộng ở các vùng trũng thấp ven sông. Một thông tin đáng chú ý khác, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, thực hiện quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, lúc 12 giờ hôm nay, Hồ Thủy Điện Tuyên Quang sẽ tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 6. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới ở vùng núi Bắc Bộ, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay có nơi lên tới trên 300 mm. Dự báo mưa lớn diện rộng sẽ còn kéo dài 2 ngày nữa. Từ giờ đến đêm nay ở phía Tây Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Những khu vực còn lại của phía Đông Bắc Bộ, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ngày mai ở Tây Bắc Bộ mưa có nơi trên 150 mm, còn ở Đông Bắc Bộ có nơi trên 150 mm. Ngoài ra, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nguy cơ rất cao xảy ra ở hầu khắp các tỉnh ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn và Thái Nguyên đã nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 2. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến thời điểm này thì bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 59 người thiệt mạng và mất tích, trong đó thì 9 người thiệt mạng do bão, 44 người thiệt mạng do sạt lở đất, lũ quét, 6 người thiệt mạng do lũ cuốn, 251 người bị thương. Hôm nay đã là ngày thứ 2 sau khi cơn bão số 3 đi qua. Ngay lúc này tại Hải Phòng, với hệ thống 15 bến cảng container gần như đã được hoạt động trở lại dù còn gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Khuất Minh sẽ thông tin chi tiết. Vâng, xin chào trường quay ạ. Hiện tôi đang có mặt tại cảng container quốc tế Tân Cảng tại Hải Phòng. Sau khi đường dây 110 kV chống sét của cột điện cao thế bị rơi chắn ngang Lục Lạch huyện, thì sau 8 giờ, lực lượng hàng hải đã có thể xử lý và những chuyến tàu đầu tiên thì đã có thể đi được vào luồng để có thể cập cảng. Trong 3 ngày trước, trong và sau bão, ước tính có gần 100 lượt tàu biển không thể tiếp cận được cảng Hải Phòng, thiệt hại về kinh tế là hàng trăm tỷ đồng. Hiện cả 6 cầu cảng container nơi tôi đang đứng đây thì đều đã được khai thác trở lại bình thường và liên tục được giám sát 30 phút một lần trong ngày để đảm bảo an toàn khai thác. Các cầu cảng này đều có sức chịu bão đến cấp 17. Riêng tại cầu cảng khu vực Đình Vũ, một trong hai cầu cảng này đã bị gãy do bão số 3 gây ra và đang lên phương án để khắc phục. Với 92,4 km chiều dài luồng hàng hải tại các bến cảng của Hải Phòng hiện nay thì đều đã đảm bảo an toàn hàng hải để có thể đưa vào khai thác trở lại. Bởi các cái luồng bến tại các bến cảng của Hải Phòng là một trong những cái tuyến huyết mạch quan trọng nhất tại các tỉnh phía Bắc hiện nay cho các cái vấn đề vận chuyển về logistics. Xin trở lại với trường quay ạ.